Ông bà ơi chứ hai đứa con cũng găng cùng một chỗ luôn á. Sao đâu đâu là hai chị em đó mà cô chú xong sinh mà không biết làm sao mà hai chị em cũng cùng một tay một à? Con bị lung lay lung lửa ra thôi hai mau quá chừng. Tâm chị đâu, tâm chị đâu? Nè con đây. Đâu găng đâu? Sao vậy Tâm em bị sao vậy Tâm chị? Bị gì? Bị đau chân hả? Không đứng được luôn. Rồi con ở đây con chăm sóc em đó hả? Chăm sóc nãy giờ cha có thấy chăm sóc gì đâu? Ơi em bị đau chân mà cô chú. Nãy giờ nằm ở đây nè. Chăm sóc cho em suốt luôn vậy đó. Nè, con bị đau sao cho cha coi coi. Trời ơi Tâm em hả mà cô chú? Nãy giờ mấy cái kem lên lạp đó chú. Tâm em là bị đau chân nghe mà cô chú. Mà con đứng là được có xíu à. Nguy hiểm dữ lắm luôn. Là cái có cái móc treo tường á. Cái treo tường mình dán lên cái mình đóng có cái đinh nhỏ nhỏ mình đóng vô. Cái bắt đầu nó vụt keo nó gớt xuống cái tâm em đi đạp chúng đâu mà cô chú ơi, cái đó gì mà nguy hiểm quá. Đúng rồi. Đúng rồi em đứng vô đó từ gì em vô rồi em đỡ lại đi đó. Nói đạp rồi bắt đầu đau. Ôi nguy hiểm quá luôn. Giờ bữa cha không có xài cái đó nữa nghe, cha dục bỏ hết luôn. Nghe. Đúng rồi. Cái vớ của con. Nguy hiểm quá mà cô chú. Con mời cha mẹ cô chú. Ba cho con nha. Xin chào mẹ cô chú, chúc mẹ cô chú khỏe. Mẹ cô chú nhìn con kêu nè. Chiều nay ba cho con đi dạo vòng vòng nha bà cô chú. Đi kìa. Đi thôi. Ôm cha mạnh vô tên chị. Cứ đi dạo vòng vòng sang nhà. Hồi nãy cháu buồn gần chết chưa? Sao? Hồi nãy cháu chuẩn bị rượt con á. Tự nhiên con hết xong mới giết con. Con bị rượt á hả? Con bị chó rượt á. Con rồi xong rồi cái tim con quá đập rồi. Tim con đập quá chừng rồi. Tim con mới đập dữ luôn nè. Dữ luôn hả? Tim con đập còn hơn chị nè. Tim con đập còn hơn cái đường này con sợ cháu gượt nữa trời. Rồi con đi sao con kể cho bà chú nghe coi. Có gượt sao? Cháu gượt mà chứ sửa nè. Go. Nó nói. Chú kìa chào chú kìa. Dừng lại tôi trắng một chậm cái cho nó bữa. Chậm chú. Ba cho con chạy cho nó mát nha bà cô chú ơi. Có đừng bị chó rượt nha cha ơi. Tới đây mình quay lại nghe. Ra chút xíu à, ba cho con đi chút xíu. Đi cha. Hả? Không sợ bị rượt sao? Không sợ, chó về. Chó về hả? Không sợ đi. Không có đâu, ba cho con mình đi thôi. Đi thôi. Có người nào thì con kêu kẻ thế. Hai đứa ăn gì vậy? Bánh bao. Rồi ngồi xuống ăn đi con. Bánh bao. Sáng mẹ cho ăn bánh bao gì đó hả? Dạ. Không có gì khác chứ hả? Dạ. Hết gạo rồi. Là ăn bánh bao đỡ gì đó hả? Dạ. Cha gửi cái giấy giùm con đi. Rồi để cha gửi cho. Tôi nước nghe mất nhé chưa. Nó còn nóng rồi nó vậy đó. Đó là con gà. Cố lên. Sáng ăn bánh bao gì ngon không? Cho ăn không? Để là cho ăn. Thôi con ăn đi, nhường con ăn đó. Từ ngày cho mấy ăn. Hả? Từ ngày cho mấy ăn. Nhường cho hai đứa ăn á. Cho ăn cái gì? Hả? Cho ăn cái gì? Cha đói bụng, sáng giờ cho có ăn gì đâu. Dạ, con mẹ nấu cơm cho cha ăn nha. Mẹ nấu cơm cho ăn hả? Dạ. Rồi có chừa bánh bao cho cha ăn không? Chưa. Hai đứa ngồi đây ăn ngoan nha. Dạ. Cha đi làm công chuyện. Đi làm xong á. Này cha làm xong dẫn con đi lên ngoài.
Hai đứa ăn tối lên nha. Nha. Yeah. Cha làm xong quá nhà, cha dẫn người ta ly cô lại đây. Anh chị ăn đi con. Cặp nữa. Ăn đi con đừng ấy. Rồi ngồi ăn thiệt là ngoan. Ok. Ok. Ừ. Anh có bạn này tên nhỏ sẽ qua đây rồi. Dạ. Anh chưa hả? Ai đang biết bạn này qua đây vậy? Cha đó. Sao mà cái này bự mà sao cha đem được? Mấy hay vậy, mấy hay chứ. Cha đem mới mà. Ừ. Cha đem là ai đem? Cha. Cha này. Cha luôn. Cái bạn. Cha luôn. Cái gì vậy? Thấy mẹ đem. Hả? Không, thấy mẹ đem. Cha đem đó. Thôi ai ngồi ăn đi, cha đi làm chuyện. Cha đem nhậu quá mẹ. Sáng mới thức dậy á. Mới thức dậy là được hai cái bánh bao rồi. Ngon luôn rồi. Cái này ai mua vậy? Mẹ mua. Không mua. Ừ, bữa nay được ăn ngon luôn ha. Hả, ăn cái trứng gì đó hả? Nhai đàng hoàng, đừng có bóc tay. Lộc xin chào ông bà cô chú nha. Bữa nay là ngày đầu tiên May vào bếp nấu ăn trong căn nhà mới. Nấu hàng nhà này luôn á. Mới xuống đây lần đầu, cái bếp vừa xong xuống đây lần đầu chứ gì nữa. Bà bữa nay May nấu lẩu nha bà cô chú. Đây lẩu nè mọi người, cô chú ơi, đang nấu lẩu đãi khách nè. Mấy chào ông bà cô chú nha. Ta bữa nay xuống bếp lần đầu trong căn nhà mới mà nấu cái món này. Lẩu luôn á ha. Lẩu chua. Bà ông bà cô chú biết nhà Tâm có khách nào không nè? Bữa nay nấu lẩu thì chắc nhà Tâm bình thường không phải nấu lẩu, ít nấu lẩu lắm mà cô chú, chỉ có khách mới nấu lẩu thôi mà cô chú ơi. Bật mí cho bà cô chú biết là hôm nay là gia đình Tâm có khách. Cho nên là có khách đó. Có khách không biết là. Thôi, chạy lên chảnh đi, em chạy lên chảnh đi quay trong phòng đi. Tâm đang ở trong phòng đó ngoài cô chú. Rồi, Gồng sẽ đi vào phòng quay một vị khách đặc biệt của gia đình cho ông bà cô chú coi nha. Quay xong ra đây là lẩu ra chứ. Vậy nha, lẩu đi nha. Nó cho ngon đó. Phải ngon chứ. Rồi bây giờ là Gồng sẽ đi vào phòng quay cho ông bà cô chú coi là Tâm đang ở trong phòng với vị khách nào nha ông bà cô chú ơi. Đây là vị khách của gia đình Tâm nè ông bà cô chú ơi. Hello ba bà cháu. Bà Tư xin chào khán giả của Tâm nha. Bà Tư buộc cái mái tóc rồi quá. Tâm chào ông bà cô chú nè con, mẹ đang quay. Bây giờ con quay cái máy tóc quay cho bà Tư buộc cái máy sòng mà trước lên cho ông bà cô chú quay quá đẹp rồi nè. Bữa nay bà Tư với ông Tư xuống đây đón bà Khí về Đồng Tháp nè ông bà cô chú ơi. Không biết nên vui hay nên buồn đây nữa. Bà Tư xuống đây chơi nhà mới, thăm nhà mới của Tâm thì rất là vui rồi. Cái này là mai bắt đầu Tâm khóc hả? Là sáng về Tâm khóc hả? Nhưng mà nói đón bà Khí về thì hơi buồn. Hôm nay bà Khí ở đây chơi cũng được gần. Con quay đưa cho ông bà cô chú coi cái máy. Tư một cái máy sòng quá đẹp rồi nè. Tâm em ơi, đâu lại khoe bà Tư cột tóc còn sao đâu. Lẹ lên con. Lẹ lên con. Ủa. Ồ, bà Tư gọt cho cô đấy hả? Cái mặt đẩy bà Tư chụp hình nha. Bà Tư chụp cái máy tóc mà trước bà Tư thấy nó thích cái máy bọc mà phòng vậy đó. Có bà Tư ở đây là còn may đỡ tay chân luôn bà cô chú ơi. Tự tắm rửa rồi cột tóc luôn. Quá nhẹ cho mẹ gồng luôn ha Tâm ha. Đây, bà Tư ở đây chơi chuyện tầng đi hả về? Ok. Ok. Năn nỉ bà Tư đi. Ở đây mẹ con cực quá, đi làm được ăn rồi cực quá thôi. Chừng nào có lớp 1 bà Tư về. Chừng nào có lớp 1 bà Tư hãy về hả? Dạ. Chừng nào có lớp 1 bà Tư. Xuống đây mẹ con đi mua đồ làm khách bà Tư mà mẹ con cực quá. Trời ơi xuống đây mà bà Tư chăm Tâm như gì là đỡ tay đỡ chân dữ lắm rồi. Quá cưng mấy tóc rồi. Chiều có người cột tóc rồi chứ. Cái cưng đâu tặng Tâm nó cho em mà. Bà Tư đang cột tóc cho ai? Thấy cưng. Ê nè đâu con quay lại cho này con quay lại là giờ lại bà Tư đã chụp cái hình đàn coi cái máy tóc cái máy phòng thôi bà Tư thích gì nè. Đó bà Tư cũng thích xác phải xài cái máy phòng vậy đó. Bà Tư chỉ thích cột tóc cho Tâm kiểu tóc này thôi nè bà cô chú. Bà Tư không có chịu thắt bính. Đâu con ngước lên coi, con ngước lên coi. Quá hạn mấy phòng này. Cái kinh.
vừa vừa thôi. Tao hai chiêu hoặc là vậy thôi. Bữa nay mà Tư xuống thăm nhà mới vui không? Vui. Tư với bà Tư cưng tâm cái tấm đó mà cô chú. Em rất vui. Cưng lắm luôn hả? Con có ngoan đâu mà ông Tư cưng. Con có ngoan không? Ngoan lắm. Hả? Ngoan lắm hả? Ngoan lắm. Trời, con nghe ông Tư nói gì đâu. Ngoan lắm. Con lên chơi với ông Tư đi cho ông Tư đỡ buồn. Mấy ngày nay trời nắng con, mà cô chú bữa nay ông Tư với bà Tư xuống chơi thì trời mưa mấy buổi chiều luôn, không có đi ra ngoài chơi được. Đi là mưa, biết đi đâu là mưa, đi đâu là mưa. Như là hên á. Đây nè, Tâm ơi, xin chốt về chút nè. Chốt bà Tư. Alo cô chú, bữa nay có một con bà Tư rồi nè, bà cô chú. Bà Tư kiếm con kìa. Kẹt chứ đi. Quá kinh, mấy tóc quá kinh, mấy thầm rồi buồn. Bữa nay Tâm chị đòi ngủ với bà Tư nè, bà cô chú. Dạ, tới nay ngủ với bà Tư nha. Nè, con quay nè, con hỏi bà cô chú quay bà Tư buộc cái mấy phòng lên gì đẹp không? Cô chú, bà Tư con có mấy phòng lên gì đẹp không? Quá đẹp. Bà cô chú, bà Tư con đẹp không? Chị ơi, bà Tư thấy nhà con sao? Nhà con đẹp đó. Bà Tư khen rồi đó. Con vậy là con thấy đẹp không? Bà, chứ bà Tư thích cái tóc gì nè, của mấy phòng phòng lên nè. Tóc phòng lên thì nè, bà Tư. Dạ, dưới nè, coi cái tóc quá đẹp rồi bà Tư đó. Này, cái mái tóc này giống bà Tư nhỏ quá. Đẹp không? Ôi, cái bếp của đây nó hay mà sao chị xem không? Chị tới như bếp luôn rồi. Không có đặt đồ, nhìn này nha. Ôi, có chuông luôn. Rồi, ra chơi với ông Tư, với bà Tư đi. Ông Tư buồn hiu rồi kìa. Đó, thì nói là bà chị đi, chạy đi liền. Không em ơi, đi vô, lên đi. Ôi, cái xe này cho mệt quý lắm rồi nha. Con xuống đi quay xe lại. Ăn mà cũng đi với xe là tới đây nữa. Ôi, chính rồi, bà ông bà con chú xuống ăn cơm với gia đình Tâm Tâm nha. Hồi nãy cha hứa với con mà mưa quá trời đồ luôn. Quá trời kẹo luôn. Em muốn sữa nữa nè. Nãy giờ ba cha con đi đâu mà lâu quá vậy? Mẹ hỏi kìa Tâm, trả lời con trả lời. Nãy giờ đi mua kẹo. Ở nhà mẹ đợi quá trời luôn rồi, cái mẹ dọn ra đây, mẹ ngồi mẹ đợi nè. Con ăn cái hộp gì đi. Bây giờ cả nhà ăn cơm thôi.